Chào các bạn, hôm nay tôi có một ký củ cải trắng nè các bạn. Thôi tôi đem, tôi cũng gần Tết rồi, đem tôi ngâm nước mắm đường đó để Tết mình có ăn với bánh tét hay ăn gì đó thì ăn cũng dễ ăn, món này cũng dễ ăn lắm các bạn ơi. Mà này tôi cũng đã rửa cắt đầu cắt đuôi hết rồi đó các bạn. Thì ở đây tôi có 100ml nước mắm, 150g đường, với lại mấy muỗng muối hột này để chút nữa mình ướp vô củ cải đó, rồi tỏi ớt. Đây có 150ml nước nguội, nước lọc. Giờ mình cắt củ cải ra các bạn ơi. Nếu mà mình để cái củ này nó hơi cũng lửng chửng rồi cũng không biết nữa. Giờ thí dụ như vậy thì mình để như vậy mình xắt. Còn này giờ nó như vậy mà để như vậy thì dài quá, thôi cũng phải cắt hai ra lại đi. Xắt miếng mỏng mỏng nhỏ nhỏ vậy. Này sử dụng luôn cái vỏ chứ không có bỏ. Thành ra mình cũng cắt miếng vừa vừa vậy nè. Giờ mình cắt ra nè các bạn. Giờ ta cho muối vô, ướp vô ha. Này khoảng 2 muỗng canh núi á. 2 muỗng canh núi. Rồi mấy tay mình trộn đi. Đó, mình trộn đều xong mình để mình ướp trong khoảng 2 giờ đồng hồ đi ha. Mà trong thời gian mình ướp á, thỉnh thoảng mình cũng lại mình đảo đảo nó lên vậy nè cho nó thấm muối cho đều nha các bạn. Các bạn ơi, cải nó ra nước nhiều lắm rồi các bạn ơi. Giờ 2 tiếng hơn rồi đó các bạn. Giờ ta xả ra sạch đó các bạn. Cải nó ra cái nước nhiều lắm. Giờ mình xả bỏ cái nước muối đi. Này mình xả chắc cũng phải 5 nước hay 6 nước gì đó các bạn ơi. Trong lúc xả ta cũng bóp bóp như nè, cho nó ra cái chất mặn đi các bạn. Xả chắc 5-6 nước gì đó cho nó ấy cái nước mặn, xong mình bỏ lên trên cái rổ hay cái rá gì, nói chung có cái gì đó thì mình cho rút nước rồi mình đem ra mình phơi. Mình cố gắng mình phơi trong vòng một nắng, là cố gắng kiếm chỗ nào nắng nắng để, tại vì mình phơi hay nắng á, nhiều khi để phải để qua đêm thì qua đêm mình sợ cái củ cải nó lại bị ướt ướt á, nó không có khô, nó lại bị đổ nhớt. Thành ra phải cố gắng tranh thủ. Thành ra này mình làm rất là sớm á, có 6 giờ sáng là dậy lo muối cái này trước để đem ra phơi cho kịp nắng đó. Tại không có máy sấy ra, còn nhà hay có lò sấy thì nó đỡ một chút. Sau khi xả sạch hết 5-6 nước gì đó các bạn, giờ củ cải của mình đã dẻo hết trơn rồi, dịu rồi. Giờ mình vớt ra cái gỗ này mình phơi. Ở trên lầu cũng khó có nắng nên ra phải tranh thủ, trên chung cư đó ra nắng nó cũng có khi nó cũng hạn chế nên ra phải tranh thủ. Mình phơi vậy chứ thỉnh thoảng mình cũng chở ra mình xốc xốc nó lên cho nó khô đều nha các bạn. Mình sẽ ra đây để cho hứng nắng một chút. Bây giờ mình đi nấu mắm đường các bạn ơi. Nấu mắm đường để muối cải. Này là 100ml nước mắm. Trăm năm chục gram đường, mà cái này tôi sử dụng đường vàng, mà nếu mà các bạn không có đường vàng thì mình lấy đường cát trắng cũng được ha, nói chung là đường là được rồi. Có người cũng làm đường thốt nốt nữa, mình có đường gì mình làm đường đó. Có đường vàng này thì cái màu cải nó đẹp hơn vậy thôi. 150ml nước lọc. Rồi giờ ta đem lên bếp để ha thắng đường cho tan ra nha các bạn.
tháng mới được. Tháng này nó sau nó bùng lên, nó tan đường ra hết là được rồi. Trong lúc tháng này mình cũng để lửa yêu yêu thôi, chứ đừng để lửa mạnh quá. Mắm đường sôi lên rồi nè mấy bạn, sôi lên hết rồi nè. Để bùng lên cái nữa rồi cái mình tắt lửa là vừa rồi đó. Thì được rồi đó mấy bạn ơi, giờ mình tắt bếp ha. Thì trong thời gian chờ mắm đường nó nguội đó, giờ mình sắc tỏi ra đi, chẻ mỏng mỏng vậy đi, chẻ ngang chẻ dọc gì cũng được hết trơn á, mình thấy tiện sao thì mình chẻ như vậy thôi, chứ không quyết định là phải sắc dọc hay mình muốn sắc dọc sắc ngang gì cũng được hết, tùy theo ý mình thôi, tùy theo cái tép tỏi nữa. Ớt thì người ta dùng ớt sừng, nhưng mà ở đây tôi không có ớt sừng, tôi có hai trái thiểm, người ta cũng làm đại được đó các bạn, có cái gì thì làm đó thôi nha bạn ha. Ôi cải chắc sắp khô rồi các bạn ơi, chắc được rồi đó. Hôm qua mình phơi hết một nắng mà nắng yếu quá, bữa nay nắng đẹp quá, thành ra cải như vậy chắc được rồi đó các bạn ơi. Được rồi, phơi khô quá cũng không có ấy đâu, không có ngon đâu, dày lắm. Vậy chắc được rồi đó. Phơi như vậy trên mình ở chung cư á, ra nắng nó cũng ấy được, cái bữa nắng tốt, cái bữa nó không có nắng. Vậy là ok rồi. Trời ơi, bông tigon bữa nay nó nở hồng quá chừng các bạn ơi. Giang sẵn quay cho các bạn xem cho vui luôn nha. Trời ơi, bữa nay nó sẵn nó nở quá chừng nở luôn. Ở ngoài này một dề luôn, ở ngoài này. Ở ngoài này nguyên một cọng luôn. Nguyên một đường luôn, lông quá chừng bông luôn. Cải khô rồi các bạn ơi. Một ký cải mà mình phơi xong nó còn lại có nhiêu đây nè các bạn ơi. Phơi hai nắng đó, phơi nắng hôm qua, nắng hôm nay nữa, mà hôm nay có nửa ngày thôi, nó nắng tốt nên nó mau khô. Này mình bỏ tỏi ớt mình sắc rồi đó. Rồi bây giờ ta bắt đầu cho đường vào. Đường nguội rồi, mắm đường nguội rồi. Mình đổ nó, mình thấy nó như vậy chứ cái mấy bữa sau, khoảng 3-4 ngày sau là nó thấm lên, nó nở. Nó thấm cái nước mắm cút vô trong cái miếng củ cải, cái nó nở to lên, nở lên là thấy nhiều liền à. Bây giờ mình cái cải này nó ấy đó, thành ra thấy nó ít vậy đó. Một ký đó các bạn, một ký củ cải đó. Rồi vậy thôi, vậy là ta đẩy lại là được rồi đó các bạn. Cũng xin chia sẻ với các bạn vui vui là nãy tôi ra ngoài tôi coi cải đó, cái tôi thấy hoa tigon đẹp quá các bạn ơi. Rồi tôi hái mấy nhánh đem bỏ vô đây cho nó vui. Cái vàng bông này trồng cũng trên 20 năm rồi đó, mà nó dễ trồng lắm, tưới miếng nước vô sáng sáng tưới miếng nước là được, ra bông quanh năm vậy đó, có ngắm hoa hoài. Còn cái cải này là bây giờ chúng ta đậy lại đi ha, rồi ít hôm nữa ăn được rồi mình mở ra cho các bạn xem nha. Giờ chúng ta đậy lại. Rồi. Vậy là xong rồi đó các bạn. Để mấy hôm nữa ăn được rồi mình lại mở ra chia sẻ cho các bạn xem nha. Dưa cải để được 3 ngày rồi nè các bạn ơi. Dưa cải ngâm nước mắm của cải á. Đây coi. Ôi nó thấm ngon quá các bạn ơi, vừa thơm nữa, mới vừa mở ra mà nó thơm phức luôn vậy đó. Cái này là mình để sử dụng ăn với bánh tét, bánh chưng gì cũng được nè, ăn cháo trắng cũng được nè, nói chung là nó dễ ăn lắm, món nào cũng ăn được cái này á. Nhiều khi mình kẹt kẹt cái không có đồ mặn, mình lấy cái này ra mình ăn với cơm trắng nóng cũng ngon lắm đó các bạn. Để gấp lên cho các bạn xem nha. Cái miếng cải này là sau 3 ngày mình đã muối đó. Rồi, cái này là củ cải trắng nha các bạn, ngâm mắm đường. Ngon quá các bạn ơi.
Bữa hổm mình ngâm một tí mà nó phơi khô cái nó bị teo rồi, nó xịu mà bữa nay ngâm nước tương mấy bữa ngày cái nó lại nở trở ra. Ngon quá các bạn ơi. Thơm ghê vậy. Thơm mùi nước mắm ngon nè, ớt tỏi đâu vô á, thơm ghê vậy đó. Này mình dùng nguyên liệu cũng đơn giản dễ làm lắm các bạn ơi, cái này cũng không có khó gì trơn á. À, khoe với các bạn cho vui nha, nãy mình đi chợ cái mình gặp chị họ mình. Cái chị họ mình đã cho mình được hai trái xà cát và lọc này sẵn nha, đem khoe với các bạn xem cho vui luôn. Vậy là món dưa mắm dưa cải ngâm mắm đường mình đã làm xong rồi đó các bạn. Củ cải trắng á, nói nghe nó lộn nữa, củ cải trắng đó các bạn. Ớt này cũng đó, mình để mình làm nguyên liệu mà ớt hiểm để vô nó còn thơm nữa đó. Đó, vậy là món củ cải ngâm nước mắm của mình là đã xong rồi đó các bạn. Chào tạm biệt các bạn.